Chào mừng các bạn đến với kênh của mình nha. Hôm nay thì Rank Mát ở map bệnh viện. Mình spawn ở cái chỗ khá là quen thuộc và mình sẽ đi về phía nhà gỗ này để nhòm vào xem ai ở trong này. Oh, Norton luôn. Ủa ôi má liều. Nhưng mà bạn ấy trời ơi, mọi người biết mình sai chỗ nào không? Mình sai cái chỗ là mình đặt gương chéo góc đấy. Mình kiểu tự tin là mình đặt gương trúng luôn, mình sẽ chém được luôn. Nhưng mà không, bạn đã vào bạn ấy lách đi một đường khác với cái góc gương của mình đặt. Và thế là mình bị mất cái gương đầu tiên một cách rất là xàm xí. Đây là tội chủ quan này, đặt gương chủ quan. Đấy, đào vàng lách rất là hay này, nhưng mà hên nào có đấy mình chém được. Thế mọi người hoàn toàn phải cẩn thận mỗi lần đặt gương nha. Tham lam như mình, à kiểu chủ quan như mình là dễ tạch gương lắm. Trên này có Painter với cả đào vàng cho nên là mình mang Simon. Đấy, dùng cái Simon để bắt người luôn. Hơi tiếc cái gương đầu nhưng mà thực tế là mình cũng tìm thấy người để bắt sớm cho nên là không mất quá nhiều thời gian. Soi được chúng vào mercenary luôn nhưng mercenary có găng cho nên là cũng chẳng cam xa được đâu. Chủ yếu là mình ơ, hôm nay đây không có người giải à? Khi nãy mình thấy máy rung ra. Hay bạn ấy chạy rồi. Đấy đúng rồi, bạn chạy rồi là mình hết hồn. Tâm lý học sẽ vào cứu hai người mình cứu. Cả là nay Bùi cũng không có sợ cam xa cho lắm. Mình sẽ lấy cái máu ảo này để bê cho một lít nữa luôn. Nói chung là tâm lý học là một con đi cứu đầu cũng khá là tốt. Không mang 6 hay không mang 6 đều được, bởi vì cứu xong thì có thể bê bê được mà. 3 máu mà đâu có sợ đâu. Nhưng tâm lý học bây giờ nó chỉ yếu khi mà nó bị cay đầu. Tại vì là cái máu stress nó giảm khá là nhanh, cay đầu sẽ không được quá lâu như trước nữa. Tiếp tục xách về cái ghế ngoài này. Mình lười xách ra xa, xách ra ghế xa thì tốt hơn. Nhưng mà bạn... Ủa? Quá nữa hả? Hơi bất ngờ nha, mình không để ý là quá nữa luôn đấy. Ở đây hai bạn đã tranh nhau đi cứu nhưng mà nhây nào đó thì thành quá nữa. Hay thế nhờ. Tự nhiên game lại thành dễ. Thậm chí là mình còn ấy Simon cơ. À đâu, nãy mình dùng để bắt đầu vào rồi mình quên mất. Nhưng mà team này vẫn còn Painter cho nên là mình phải cẩn thận hơn. Hay khay quá. Nói chung là mọi người du ke cái gương cũng không phải là quá khó đâu. Du ke người thật còn được nhỉ, chứ là cái gương. Nhưng mà nhiều bộ hitbox ảo vãi luôn ý. Không biết du ke kiểu gì luôn. Máy ở tượng đá đang rung này. Tầm này còn 3 máy thì thở sao được. Trừ khi là người thứ hai cai được. Rồi bạn, nhìn được mặt rồi đấy. Chắc là lính thuê sẽ về cứu cho nên là mình cũng không có đổi tele về. Ủa không cứu hả? Trời ơi, quá nửa luôn. Nhắm không có dấu tai cho nên là mình xách treo Painter luôn. Tại vì... Ủa, lính thuê AFK. Chả sao game nó lại dễ. Nhưng mà quả đấy không AFK thì nói chung là trận này mình nghĩ là không kịp máy được. Tại vì cái bạn đầu tiên bị quá nửa rồi. Và người thứ hai ca cũng không được lâu. Tâm lý học không được cứu nữa. Nói chung là quả đấy nếu mà Painter không cứu được thì lính thuê sẽ phải là người đi cứu tâm lý. Mà lính thuê AFK nên rốt cuộc là cũng không ai cứu được. Mình check vừa hướng lính thuê nhưng mà không ra. Ê, có dấu tai nè.
thế rồi. Về ghế check không có, chả biết bạn đã đi đường nào. Con Penter thì nó lại ngồi ghế ga khá là lâu. Đây rồi, cuối cùng đã nhìn thấy. Hầm không có ở đây. Vậy thì mình sẽ ép chết bạn ở trong này luôn. Sao chết được không nhỉ? Hầm bên này à? Bò vào. Ui, bò kịp. Ok, mình sẽ làm thêm một trận nữa nha. Trận này thì mình chơi xong rồi mình mới phát hiện ra là mình quên bấm ghi lại ý. Cho nên mình lại phải vào trong cái replay để mình quay lại. Trời ơi tiếc ghê. Cho nên là mình ẩn cái vị trí của các bạn ấy đi để giống như là khi mình chơi bình thường. Lúc mình chơi bình thường thì mình sẽ không biết vị trí trước. Đoạn này mình biết là ở đây có người nhưng mình không có tìm thấy. À đây, có dấu chân. Cuối cùng là nó nhìn thấy dấu chân rất rõ ràng. Ôi, nhưng mà lại là bạn hề. Hề này thì mình không không dí được. Đặt dương ra nó đâm cái ấy đi ngay. Để bắt ra cái máy này. Ây à, gương. À hay quá. Gương lỗi chứ. Coordinator cần súng. Mình nghĩ là mình không né được cây súng này. À có Luca đây luôn. Mình sẽ bắt Luca luôn nha mọi người. Tại vì Luca dễ bắt hơn mà. Trời ơi, đeo nó súng. Leo quả đấy liều ghê á. Mình vừa có vừa linh luôn. Vừa có luôn. Tầm này chắc là hiến thôi. Ở đấy mà đuổi coordinator nữa nữa là có khi lại dính mình lừa đặt gương thôi, lừa đặt gương ra cái máy ở trong nhà để bạn ấy không dám đập thôi. Nhà gỗ thì máy rung nên mình đặt gương ra. Mình cũng biết là ở đấy khi nãy là bạn hề nữa, mà có vẻ các bạn ấy không cứu trước nữa rồi. Máy performer thì vẫn rung. Nhưng bây giờ mình không dám bỏ, mình bỏ vào đuổi thì kiểu gì có người đi cứu. Và giờ quá nữa rồi. Mình sẽ lại ra đây áp lực cái máy của coordinator. Và đây bạn ấy vẫn đang bị soi mà. Máy này hết rung rồi này, hết rung thì chắc chắn là có người đi cứu này. Thế là đoạn này mình đứng ở đây. Trong game thì mình sẽ không nhìn thấy cái soi của các bạn kia đâu. Đây là tay replay nên là mới nhìn thấy đấy. Ôi bị choáng. Chẳng khá lâu đấy chứ. Thôi giật tiền nữa. Nhưng mà quá nửa rồi. Có lẽ Luca lật ván trước mặt bạn hề luôn. Cái gương hơi xấu ở này, hơi hoảng. Thôi rồi ít nhất mình sẽ có một bạn. Nhưng mà các bạn đấy vẫn khá lời. Tại vì là vẫn có người đập máy mà. Rồi treo chết Luca thôi. Cái máy nhà gỗ khi nãy là máy dở của bạn hề. Đấy, mình thấy máy rung mình biết là có người sẽ về đấy bù. Rất tiếc là hương sư. Hương sư thì đuổi khá là mệt. Bây giờ mình có thể đuổi được vào coordinator để ép cái súng cũng được. Nhưng mà rất tiếc là không phải. Ây à. Cái tốc độ ra đòn của con Madame này nó khá là chậm. Chứ chứ con cá thì chắc chắn sẽ xiên được quả pallet đấy. Mình sắp có blink lại rồi nhưng bạn ấy có nước hoa lại rồi. Ê, hay quá nhỉ, xin nước hoa ra lật ván. Rồi, giờ thì bạn nghe kiểu là nước hoa chưa có. Giờ có blink này có thể mình dùng blink để bắt luôn. Hai bạn kia vẫn chơi hưu nhau luôn kìa. Bạn vẫn Cory vẫn nửa máu. Ok, nếu các bạn không muốn hưu thì cũng không sao. Ít nhất thì Luca nối game hai cái máy kia rồi. Xuống hầm nè. Ui, mở máy 99. Bực thế.
máy ở cổng kia nha, mình thấy cái máy ở cổng kia rồi nên mình sẽ treo ra ngoài thay vì là treo xuống hầm, và mình sẽ bắt ra hướng cái máy rung ở bên cây thông. Mình đoán là của coordinator thôi à, nhưng mà không phải, là của bạn hề. Nhưng mà tận à, coordinator có súng vẫn có thể cứu được. À, đến ghế rồi. Ok. À trời ơi, máy Bram rồi, đúng nhanh luôn. Ăn cái súng luôn. Để các bạn ấy end được cái máy. À mà đằng nào thì mình cũng blink rồi. Còn đấy mình blink để bắt perfumer rồi định mang xuống hầm, nhưng mà không ngờ cái máy đấy xong rồi nên là mình phải thay đổi kiểu khác. Đây. Đặt gương ra. Rồi. Chém chúng luôn thì bạn ấy không có cái thời gian để mà đẩy cái tên lửa đi. Bây giờ mình đoán là coordinator đang một là ở bên cổng kia, hai là ở bên nhà máy. Ở đây mình không nắm được hướng của coordinator, mình biết là Hương Sư sẽ chạy ra mở cổng kia thôi. Còn coordinator nó sẽ ở lại để canh cứu, tại vì là bạn Hề mới lên cái lần đầu, mình đoán thế cho nên mình đi ra đây để mình check gương về cổng. Còn là mình nghĩ là Hương Sư đã mở xong cổng rồi nên mình không dám xoay gương sang. Đó, xoay gương sang là mất người. Đây, ở đây có dấu tai này. Lại mất dấu tai rồi. Đây, đàn này mình thấy cái dấu chân ở đây cho nên mình mới dí được vào coordinator. Bạn ấy nấp hơi lộ. Với cả quả đấy mình biết là có dấu tai ý, cho nên mình đoán là coordinator ở gần để canh cứu mà. Cho nên là nói chung là các bạn muốn cắm giữa canh cứu thì thật ra bạn Hương Sư không nên ra ngoài sớm như thế. Chắc là mình vẫn còn tele nữa. Mình còn tele thì có thể mình sẽ canh tele về cái cổng bên kia. Coordinator xui thì vẫn sẽ bị gặp. Ok, nói chung là hên thôi. Cảm ơn các bạn đã xem hết video nha. Bye bye.